Xin chào tất cả các anh em. Mình vừa mới lắp xong cái ắc quy cho cái con xe điện Jack này. Còn bên này cũng chuẩn bị lắp ắc quy. Thế vừa rồi mình lắp cho con Jack này ấy, thì mình cảm thấy là nó cái việc lắp ắc quy nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với lại những cái mẫu xe Vespa hoặc là X-Men kia. Vì cái con này ấy thì ắc quy nó nằm ở cái phần dưới này, rồi là nó nằm cả trên này nữa. Thế mà để lắp được ắc quy thì mình phải tháo rất là nhiều thứ ra ngoài. Đấy, thì đối với cái con thứ hai này mình đã có kinh nghiệm rồi, mình tháo hết ra thì mình lắp nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Đối với con này thì ắc quy nó bố trí này, thì để lắp ắc quy nó dễ dàng ấy, thì các bạn sẽ tháo mình ra, vặn sẵn ốc ra ngoài rồi. Để hướng dẫn anh em nó nhanh này, mình tháo cái tấm sàn để chân này ra nhé. Sau đó ở dưới này nó có mấy cái con ốc của cái miếng này, thì mình lại tiếp tục mình tháo, mình lật cái miếng này ra. Đấy, khi mình lật cái miếng này ra ấy, thì nó sẽ lộ luôn là cái phần ắc quy ở đây rồi. Đấy, nó lộ luôn ắc quy ở đấy rồi. Thì mình lắp đặt nó dễ dàng hơn nhiều. Cái phần khay mà chứa ắc quy mà khi đã lột như này ra thì các bạn lắp đặt nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì khó khăn cả. Nó có một vài cái lưu ý mà khi các bạn thay ắc quy thì các bạn cần phải thực hiện này. Thì trong các cái khóa học, trong các cái đợt thực hành ấy, trong cái lần thực hành mình cũng đã hướng dẫn các bạn rất là chi tiết rồi. Đó là khi mà các bạn thay ắc quy cho khách hàng ấy, đối với những cái dây điện mà nó có đầu cốt để bảo vệ như này, nó có đóng lắp này, thì khi các bạn lắp xong ốc rồi thì các bạn phải đóng lắp vào nhé. Nếu mà các bạn không đóng lắp thì nước nó sẽ vào đây và nó làm cho cái con ốc này nó bị rỉ và nó hỏng. Trong cái trường hợp mà lúc bảo dưỡng mà thợ bảo dưỡng ẩu mà không tháo ra kiểm tra ấy, thì vô tình là con ốc này có thể sẽ không vặn được ra nữa. Và cái ắc quy này nếu như mà còn bảo hành mà lỗi thì nhà sản xuất người ta cũng sẽ không bảo hành, vì cái ốc vít không thể vặn được ra. Và nếu như vặn được ra thì nó cũng làm toét và hỏng bình và nhà sản xuất người ta cũng không bảo hành. Đây các bạn có thể quan sát này, đây cũng là một cái con ốc vít mà không được đóng lắp, nhưng mà cái này các thợ làm đứt cái lắp rồi họ không đóng. Đấy, thì các bạn lưu ý như vậy, lắp đặt là mình phải làm như vậy. Thế còn trong những cái lần bảo dưỡng ấy thì các bạn cố gắng là kiểm tra lại tất cả những cái ốc vít nối giữa các bình ắc quy với nhau và dây dẫn. Vì là như ắc quy này là ắc quy đầy mới nên nó không cần phải bảo dưỡng, nó không cần phải thêm nước. Các bạn chỉ bảo dưỡng xe thôi và các bạn kiểm tra cái ốc nào nó lỏng thì các bạn vít chặt lại, và cái dây nào nó kém thì các bạn thay cho khách hàng, nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Thì đấy là cái cách mà mình để mình lắp đặt những cái con xe Jack này nó nhanh chóng. Nhưng không người đây, thực ra thì mình cũng đã tháo lắp rồi, nhưng mà mình lười, mình không tháo cái phần để chân này cho mình lắp, nó rất là khó khăn. Nên đến cái con thứ hai này thì rút kinh nghiệm rồi, là tháo ra để làm cho nó nhanh và nó hiệu quả hơn. Đấy, thì còn anh em nào mà quan tâm đến cái phần sửa chữa xe điện ấy, thì mình đã làm một vài cái khóa học, kể cả online lẫn offline. Các bạn nào mà có nhiều cái thời gian ấy, có thể là tham gia cái khóa học trực tiếp. Đối với những người mà cần học gấp để mở cửa hàng thì mình có thể học trong khoảng 20 buổi đến 1 tháng là thành thạo, rất thành thạo luôn, vì mình có đầy đủ cái công cụ, dụng cụ và phụ tùng rồi xe để cho các bạn thực hành. Thế còn những cái bạn nào mà không có thời gian để tham gia các cái khóa học trực tiếp thì các bạn có thể học online. Bên mình đã xây dựng một cái khóa học online dành cho những bạn mà không có điều kiện đến học trực tiếp. Đặc biệt là cái khóa học này nó rất là hiệu quả đối với những người mà đã làm nghề sửa chữa xe máy nhiều năm rồi, bây giờ muốn học thêm cái nghề sửa chữa xe điện. Thì cái đường link mà dẫn đến để tham gia cái khóa học ấy thì mình sẽ để trong cái phần mô tả của cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.